Nhìn kìa, nhìn nó kìa. Em chẳng thấy cái gì hết. Thể hiện đi. Cả clip tiếp theo mình anh em ạ. Thì từ đấy là mình có đuổi anh Tuyền nó về nhà để xin lỗi Diễm đi, thì nói chung là khuyên mãi thì nó mới chịu về anh em ạ. Còn không biết là về xin lỗi đến đâu thì mình cũng rất là tính của mình rất là tò mò. Thì để mà bản thân một mình nó xin lỗi thì không biết có được hay không, thì mình chắc cũng phải vào để mình xem. Mình xem tình hình như nào, có gì mình đá hộ nó một tí để cho gọi là khuyên nhủ cái Diễm hộ nó một tí, chứ sợ nó lại không tha lỗi thì chết. Đấy, thì cũng tiện đây mình cũng giới thiệu luôn cho anh em hai loại nước hoa là Good Boy và Good Girl. Đấy, Good Boy là dành cho nam, còn Good Girl là dành cho nữ anh em nhé. Thì nước hoa này hiện tại là nước hoa là do mình ở Tuyền tự bán, là lưu hương từ 8 đến 12 tiếng, thì giá chỉ có hơn 100.000 thôi. Thì các bạn nào mua thì các bạn nhắn tin cho mình qua Zalo 0828 318 678 mọi người nhé, để ủng hộ cho mình nhanh có tiền trả nợ, chứ bây giờ gần Tết đến nơi rồi, khổ lắm anh em ạ. Đấy, chắc bây giờ mình phải vào mình xem Tuyền như nào, có gì mình ghi hình cho anh em xem nhé. Thì mọi người đi không? Sao mọi người? Bây giờ từ lúc nãy tao bảo mày về nhà là mày không ở nhà, mày vẫn ngồi đây à? Mẹ tao thấy tao bảo về vào đây xem tình hình như nào, vào đây thấy đã ngồi đây rồi. Đấy thì mày nhìn thì mày biết rồi đấy. Vào giờ gọi cửa nó biết là tao không có mở đâu. Về nó thế nó thì ý là từ nãy mà mày về là mày gọi nó rồi gì? Nó nghe thấy mày gọi chưa? Rồi. Nó đang gì ấy? Ngủ cho nó ngủ thôi. Mày về mày gọi nhà chắc là lại không thể tâm xin lỗi nó nên là nó không tha cho nên mình bắt đầu vẫn ngồi đây đúng không? Thì bây giờ mày biết về xin lỗi nó cũng không cho cơ hội xin lỗi thì mày bảo xin lỗi kiểu gì giờ? Ê, mày gọi cửa nó cứ không chịu mở thì mày bảo tao xin lỗi kiểu gì? Mình đã sai thì mình phải tìm mọi cách mình xin lỗi, làm sao để cho nó thấy được cái chân thành của mày, cái lời xin lỗi chân thành của mày, chứ không phải xin lỗi mồm là được đâu. Thế nó nói chung là vừa gọi là nó dậy rồi đúng không? Bây giờ mày muốn xin thể hiện tình cảm thành tâm với nó để cho tha lỗi không? Thì cái gì? Yeah. Mẹ mày thành tâm là phải thành tâm từ xa chứ, bây giờ thành tâm mẹ mày hời hợt ngắn ngủi như thế thì thành tâm là cái gì? Về xe. Ai ơi mà. Thôi. Thành tâm là mình phải thành tâm từ xa rồi em. Từ đây xa về nó biết làm sao được mà thành biết từ mà thành tâm từ xa. Đó nha. Bây giờ nhá. Tí tao miêu tả sau, bây giờ mình phải thể hiện được cái hành động của mình đã. Mày đứng đây. Đấy. Bây giờ nhá. Chịu nhục một tí. Cái tao rồi, đàn ông là không bao giờ quỳ dưới chân đàn bà đúng không? Nhưng đây là mình sai rồi và mình không thể là mình níu kéo rồi. Bây giờ mày quỳ xuống đây, mẹ mày quỳ dưới đây lên để thể hiện cho nó cái sự thành tâm của mình. Xong rồi tao bảo tao gọi nó ra. Nhưng mà tao bảo tao về chỉ cần nó tha lỗi tao xin mình quỳ cũng được. Nhưng sao là quỳ xong nó phải cho tha lỗi cơ? Thì bây giờ cứ phải thử ra thì cứ phải thể hiện trước đã thì nó mới tha chứ, bây giờ nó chưa thấy được cái thành tâm của mày làm sao tha được? Cứ làm cho tao. Rồi quỳ gì? Ừ. Đấy, anh xin lỗi. Mày xin lỗi mẹ mày xin lỗi không tí à? Nó lại vào đây ở đây đâu mà xin lỗi cái gì? Thế mà tao quỳ gì đó? Quỳ cứ từ từ thì nó mới xin lỗi, thì gặp nó thì hắn nói những lời thật lòng của mày ra. Chứ bây giờ mẹ quỳ đây không chưa thấy đâu mày bảo anh xin lỗi thì nó thì biết được à? Ngu ấy. Đây nhà. Đây nhá. Đi quỳ đi từ đây ra đây. Đấy. Đấy. Đi đây. Này. Tao là chó mà tao đang đi mà mày gọi. Thế thì nó có cảm xúc để mày đi hả? Thôi rồi, quỳ đi đây. Đấy. Rồi. Rồi, đấy. Đi đứng một đoạn đấy, tí nữa nó ra thì đi thêm đoạn nữa để cho nó thấy hiểu chưa? Để cho nó thấy được dấu đầu gối của mày đi từ kia đây. Đúng chưa? Mày gọi ra. Diệp ơi! Diệp ơi, anh đến đây này. Mày không ra đón anh cày lát sân. Diệp ơi! Mọi người Diệp ơi! Diệp! Đây mang đây nghe xem nào! Lại tao phải Tuyền đâu mày đi đâu? Đừng nói anh gái cũng cứ làm ầm ĩ nhà em lên nhá! Đâu rồi mày cứ mưa đây! Em bảo cái gì? Không phải đóng cửa ấy! Dạy. Phải khách đến nhà thì mở cửa cho người ta còn thấy không khí của hơi người ta tiếp đón đi đúng không? Ôi, em vừa mới đi ra. Nhìn kìa, nhìn nó kìa. Em chẳng thấy cái gì hết. Thể hiện đi.
rồi. Rồi rồi, đúng lại. Người ta bảo rồi, đàn ông không bao giờ quỳ gối dưới chân một người đàn bà cả, hay dưới một ai cả, chỉ quỳ trước mặt bố mẹ mình thôi. Nhưng mà đây, nó đã coi mày như là cha là mẹ, là một cái nhân vật gì đó rất là quan trọng với nó rồi, trong cuộc đời của nó rồi, đúng không? Sai, biết sai biết sửa, người ta bảo rồi, đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại. Bây giờ nó biết sai rồi thì mày tha lỗi cho nó trời giết này. Em vẫn chưa hoàn hồn được, em vẫn chưa hết sốc được, em chưa chấp nhận được, thế thôi. Nói chung là bây giờ tất cả những sai lầm của anh thì anh cũng phải trả giá bằng tiền mặt hết rồi. Nhưng bây giờ anh sai rồi, bây giờ em phải cho anh một cơ hội để anh sửa sai. Đi một. Đây là một chỗ mình lên tiếng. Tao không nói chuyện với mày. Nói chung là bây giờ anh chỉ cần một cái gia đình nó ấm nội hạnh phúc thôi. Chứ bây giờ em suốt ngày về trời đông giá rét. Bây giờ hai đứa thì cứ cãi nhau này, mỗi đứa một lời. Thế mày chả thích quá gì nữa. Nói chung là anh xin lỗi, anh sai rồi. Bồ ra. Em nó biết sai thế rồi, bây giờ tha cho nó đi bây giờ. Rời trời thì rét như này, mày để cho nó quỳ đây nó lạnh tí nữa. Sao lại bắt đoàn kìa, ra quán mà ngủ. Mày để nó quỳ quán mà. Mày để nó quỳ ở đây lúc nữa mẹ gió giật méo mồm đấy. Mồm nó lịch về, bây giờ về không mồm hôn đâu. Đây nhà tốt quá, nhà sướng. Mồm méo mồm thì chả được ra quán gì nữa. Mọi lần thích ở quán mà. Thôi không cần phải giả vờ rồi vịt lề nhá. Em vẫn chưa, tao không nói chuyện với mày nữa. Tao đang nói chuyện với anh Toại. Còn em không anh đừng có suốt ngày anh vào đây anh nói đỡ hộ nó làm gì cả nhá. Đợi đến lúc em lỡ em không còn gọi là không còn nặng đầu nữa rồi em tính tiếp. Thôi thì bây giờ chốt lại là mày có tha lỗi cho nó không? Không. Có tha không? Em không. Xin nốt mày luôn đấy. Tao xin. Đứng dậy. Đứng dậy. Em mới đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy em. Đứng dậy. Tao bảo anh Toàn đứng dậy, anh phải bảo mày đứng dậy. Tao cho mày đứng dậy chưa? Thì bây giờ đứng dậy phải cho cả hai thằng đứng đi. Ê, anh có lỗi gì, anh có tội gì, anh quỳ xuống làm gì? Tao coi như là về nhá. Anh đừng có mà làm thế. Bây giờ tao bảo rồi. Tao mới nói đã một ngày gọi là anh em mãi mãi dù nghèo khó bây giờ tao... là anh đừng có mà vào đây anh nói đỡ hộ nó còn cãi nó tự làm thì nó tự chịu, bao giờ nó mang được vàng về đây cho em thì lúc đấy nói chuyện tiếp thế thôi. Biết là chắc chắn là sẽ mang vàng về nhưng mà phải từ từ chứ, bây giờ anh hỏi mấy tiền đâu một phát mà lấy được vàng. Thế một phát mày cầm vàng đi thì bây giờ một phát mày cầm vàng về thế thôi. Tao chỉ nói thế thôi, tao không nói nhiều mày. Chẳng lẽ anh bắt em bắt anh đi cướp cái vàng à? Ừ. Cả mày làm gì mày làm? Rồi, biết sai sửa rồi, về phải để cho người ta sửa rồi từ từ. Rồi, nói chung ấy, sai là phải sửa, cũng giống như chữa là phải đẻ, đúng không? Nó sai rồi thì cho nó sửa. Thì bây giờ mày chữa rồi thì mày cũng bắt buộc phải đẻ thôi. Mày nhìn này, cái dấu đầu gối của Tuyền nó quỳ, tự nhiên nó đi vào đây để thể hiện được cái sự thành tâm, cái sai lầm của nó. Em chưa, em đã bảo rồi, để đến lúc cho đầu em nó thoải mái, cho em đỡ phải căng thẳng lắm, rồi em tính tiếp. Còn bây giờ em chưa hoàn hồn được, em chưa thể chấp nhận được ấy thôi. Được rồi, nói lắm làm gì, về nhá, được rồi. Mày, vào giường, nằm xuống, bánh chân ra. Mày, vào giường, quỳ trên giường, thế là xong. Thấy cái đấy hợp lý ấy. Hợp lý, đi vào. À, tao không đùa đâu. Quỳ xuống. Còn cả anh Thoại nữa nhá. Tốt nhất là anh đi về nhá. Từ nay anh đừng có mà vào trong đây. Sau đó anh đừng có lối đỡ hộ nữa. Sau đó cứ lằng nhằng nhá. Nói đinh ta đinh tinh bố vào không bạn. Thế bây giờ mày cứ định để cho nó quỳ mãi này. Quỳ cái gì? Bây giờ tao cho mày hai lần chọn. Một là mày quỳ tiếp ở dưới này. Hai là mày cút ra khỏi cút mắt tao luôn. Đừng có thấy tao nhẹ nhàng, đừng có thấy tao mệt, tao nhẹ nhàng là mày đang muốn làm gì mày làm đâu. Đừng có để tao phải nói nhiều quá, đừng để tao suy nghĩ nhiều, thế thôi. Thôi. Cút anh đi về đi. Giờ mày quỳ đây, mày cút thì cút luôn. Mẹ từng người. Ủa, nó bảo quỳ mà được, tao đã quỳ lâu rồi. Thôi mày chọn quỳ, chọn ra kia. Tuyền nó vào nhà rồi tranh thủ mà đứng, mày bắt tao quỳ mãi, quỳ cho ai xem. Thể hiện sự thành tâm chứ, tí nó thấy đầu gối mày thâm thì nó mới tha lỗi chứ. Tí nó dài. Thế thôi, ở đây bảo trọng đi, tao không về đây. Về đi.